công giả kim hồn hòa tân thanh chúa tiên trung vương. Ta tất xa từ bi mong chúng sinh cố gắng lễ hai quang và chiếu từ chúng. Thank you.
ngày đại an giờ đại cát văn thỉnh khoa mời trải giáng ngạn về bảng đền mặt các kim điện ngày hôm nay kim bì mộc ân thanh đồng họ vương chúng con không biết đàn viên nam đi giả mặt trên tranh dưới mặt thỉnh phẩm lên kim cung minh hữu phú a di đà phật dẫn trình đệ tử họ lê a di đà phật gặp là họ hải gặp nhang từ xích từ bán từ mãi từ đồng tứ tu thiết đàn duyên a di đà phật quan đại nhân tiếp thượng nguyên cập tiến mã a di đà phật tam liên mừng đồng có kiền thỉnh thanh đồng vương văn bình chúng con mang thất cầu đoán giá phụ hành đó là điều thỉnh thức a di đà phật hà về giá lạ chúng tuyên nhất thứ nguyện cầu xin ông lớn quân phủ quốc thái dân an thiên tuấn hòa bình dân dân an lạc chúng dân hạnh phúc dân khang đàn thịnh nhất thứ nguyện cầu xin ông lớn quân phủ thanh đồng họ vương chúng con sớm tối đèn nhang mặt đất thầy quay cũng trực thực hiện mặt di đà phật tiên vương tiên thánh nhờ đức ông quân phủ di đà phật cho được đã di đà phật tối thiên thái sơn bàn thạch thần hôn phúc sự đình thần tam tứ phủ đến ngày mạn triều xế bóng để a di đà phật được đông con nhang dẫn ngàn đệ tử của ông bình đặc đan cứu đông được thấy lỗi có kẻ nghe đe có kẻ để tan tiếng nguyện cầu xin ông lớn chứng minh công đức cho a di đà phật họ lê a di đà phật hòa chúng con là căn cứ là khen là phật phật sự để tiêu biệt khánh ông chứng tâm ha đó ca chung họ lê thành đồng hòa thành đồng ha chúng tâm ban khen ban thưởng pháp sư pháp văn ha đó tay quỳnh tay quế các kế linh các kế hả các thành đồng là quan các thủ nhà đồng điện bách gia cho họ dân thôn bản xã phúc lợi tài thống ha đó chân chân giang thế nên ngàn xưa
đường quý địa xanh xanh nam để đò cho tăng tiếng yêu và lòng lòng một hồ ban thành bà thành cỏ kinh. Thank you.